Bằng nhiều giải pháp tuyên truyền hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, đến thời điểm này, xã Chí Năng mới có một hộ sản xuất kinh doanh đăng ký thành lập được một doanh nghiệp, đạt 50% kế hoạch năm. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trong năm, tạo điều kiện để các hộ dân thành lập doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã. Sau gần 2 năm kinh doanh hàng tạp hóa, đến nay gia đình anh Lê Văn Ba và chị Lê Thị Huyền Trang ở bản Giàng Vìn đã đăng ký thành lập doanh nghiệp. Năm 2019, cửa hàng tạp hóa Bảo Long mà gia đình anh Ba, chị Huyền Trang kinh doanh đã được công nhận gian hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Chí Năng. Được biết, tuy mới kinh doanh được gần 2 năm, nhưng gia đình anh Ba đã có được lượng khách ổn định do giá bán phải chăng và quan trọng hơn cả những mặt hàng kinh doanh của cửa hàng đều là hàng hóa đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc sản xuất rõ ràng, hạn sử dụng mới, nhiều mặt hàng phong phú đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Anh Ba cho biết, qua tìm hiểu, khi thành lập doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho gia đình anh mở rộng phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, xã Chí Năng lại có nhiều chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh khi muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp. Vì vậy, khi được vận động gia đình anh đồng ý thành lập doanh nghiệp. Sau một thời gian kinh doanh được gần 2 năm thì cũng qua tìm hiểu, nắm bắt được cái nhu cầu của dân, thì với cả được bên xã vận động và em cũng tìm hiểu về các cái lợi ích của việc thành lập doanh nghiệp, nên là gia đình cũng bây giờ được bên hỗ trợ, xã hỗ trợ thì bà em cũng muốn gia nhập để thành lập doanh nghiệp để nhận được các cái lợi ích của bên nhà nước hỗ trợ, cũng như các cái lợi ích từ cái việc thành lập doanh nghiệp cho gia đình, nên là gia đình muốn thành lập doanh nghiệp. Bây giờ gia đình làm thì cũng đang phát triển dần dần, nên là mong là sau khi thành lập doanh nghiệp thì sẽ được bên nhà nước, chính quyền hỗ trợ vay vốn để gia đình phát triển thêm, để phục vụ bà con tốt hơn, để đủ các mặt hàng hơn. Bằng nhiều giải pháp tuyên truyền vận động, từ đầu năm đến nay, xã Chí Năng cũng chỉ mới có gia đình anh Ba đăng ký thành lập doanh nghiệp. So với kế hoạch năm 2020, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn xã chỉ đạt 50%. Việc thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp tại địa phương vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Theo lãnh đạo xã Chí Năng cho biết, trên địa bàn xã, bà con chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, ít có hộ sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, nên việc đăng ký thành lập doanh nghiệp là rất khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân có điều kiện để thành lập doanh nghiệp có tâm lý lo sợ thành lập doanh nghiệp sẽ phải đóng mức thuế cao hơn. Nhưng trên thực tế, khi thành lập doanh nghiệp, các hộ kinh doanh sẽ được ưu đãi rất nhiều về mức đóng thuế. Trong 4 năm đầu doanh nghiệp được miễn thuế, 9 năm tiếp theo thu 50% của 10% thuế suất, 2 năm tiếp theo thu 10% thuế suất. Vì vậy, tính đến thời điểm này, địa phương cũng chỉ có 7 doanh nghiệp. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp trong năm 2020, trong thời gian tới, xã Chí Năng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các cá nhân, các chủ hộ kinh doanh về lợi ích và cơ hội khi chuyển đổi mô hình hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Trong đó, làm rõ nội dung mà các cá nhân, hộ kinh doanh quan tâm về sự khác biệt, những ưu điểm và hạn chế giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, những cơ chế chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp của Trung ương và của tỉnh, của huyện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng để hoạt động thực sự hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương. Bên cạnh đó, địa phương sẽ phối hợp với chi cục thuế rà soát các hộ kinh doanh có đủ điều kiện, vận động thành lập doanh nghiệp theo quy định.